trong bộ phim này, chúng tôi chỉ có thể đưa ra những gì còn lại của một lối hát xưa, lối hát của những người hát song mà mọi người quen gọi là sầm. Anh lắp kia xong rồi. Dạ, bây giờ con đi. Có một ngôi đình yên mấy phong, có một ngôi đình xóm làng thêm đẹp mà tình nên đi thơ. Tiền mấy nhân là từ bao giờ? Thank you.